Mình review cái máy Coolestrill, cái chạy bằng pin này nè. Tất cả các đồ nó dùng nó để như thế này. Bên tay trái thì nó để là cái cục sạc giờ, cái cục pin nó đôi đầu nhau. Rồi cái máy thì nó để nghiêng như vậy. Đó. Ở đây cái lưỡi khoan thì nó sẽ để đây, nó để trên đây đó. Rồi cái cuốn attachment thì nó chỉ như thế này. Thì mình mua cái máy này 50-60 đồng vậy đó. Nguyên cái bộ phận này nè. Đồ này cái đồ điện, cái battery là của mình, còn cái của ảnh là ảnh xài cái đồ dây điện với cái điện đó, mà cái ảnh bị mất cái attachment gì đó, để cái con ốc gì để độ mở để thay dụng cụ rồi đó. Nghe nói giờ cái đồ mình không biết là cái gì. Cái này thì cái này là cái lưỡi khoan dài, mình nghĩ vậy. Đó, nhiêu đây đó là 50-60 đồng mà nó phục vụ tiện nghi hữu ích để tối ngày cứ gây nhau để dành cái đồ tuyên hoài. Không biết có con chốt gì, không biết phải cái con này để anh mở ra, để anh để mình coi thử coi. Không, cái này như con nhút thường thôi. Nó phải có những cái đầu phụ tùng để dặn ra đổi thay rồi này kia nó mình không ưa. Cũng có thể cái cây này là để thay cũng không, chị không biết cái này của ổng có thay không. Cứ dặn ra là mở cái đầu này ra thôi, rồi cứ để cái attachment vô cái siết lại thôi mấy bạn. Ok, vậy là cũng được rồi. Thì ra mình biết là để mình làm công chuyện của mình, chứ cái lần cứ đi tìm cái đồ dụng cụ của ảnh xài, của ảnh xài đâu anh biết, anh không có nói, rồi hỏi anh không nhớ, rồi nhiều khi nó bực mình. Rồi thôi thôi, có được cái đồ chơi để mình chơi rồi. Rồi thôi như đó thôi nha. Có nhiều cái dụng cụ mình mua, máy cưa, máy máy cắt, cái kéo cắt rồi này nọ cũng hay lắm, để bữa nào mình review cho mấy bạn xem nha. Rồi và các bạn.